Wow. Bây giờ vừa cái ta thấy ta tưởng là giống như nó nhỏ, nhưng mà khi mình xây nhà mình thấy nó to lắm. Bốn lần. Dạ. Năm cơm. Dạ. Nào xong thầy cho em hay ha. Dạ thầy. Để cho quý thầy. Dạ. Giờ đúng rồi. Lại đây coi nè. Lại mặt này có cục điện đi, rồi em lại đây đi. Chuyển lại đây. Mặt bên đây có cục điện, cái cục điện phục nhìn là bên đây đó. Ý là gì đây mà cục điện nhỏ không ảnh hưởng gì. Là cái miếng nó 30 hả? Cái miếng hồi nãy là 30 phải không? Thử hồi nãy là thử 31 nè, thử thì thử 30 nè. Đó. Ngay chân cục điện đi, bỏ dưới đất đi rồi anh coi. Em phủ cái cục điện luôn, phủ bì cái cục điện luôn. À đúng đúng, nhìn coi, nhìn coi, với lại em nhìn thẳng qua cái nền bên kia thì nhìn thẳng qua cái nhà bên kia có đúng không? Dướng cái cây một chút. Hả? Dướng cái cây một chút. Thẳng chứ, nhìn qua cái nhà, bằng cái nhà bên bãi luôn á. Ngay đây 5 mét này nè. Là, ông ngay là, nhìn là cái cây là ngay gốc luôn nè. À. Nhưng mà do cái cây này nó hơi cong nằm mấy trong. Xíu, đó, giống như đây nè ha. Đó, thì đó, thì coi như cái cọc điện đó, ngay chân em nhìn qua nhà bên kia. Ngay ở đây nè anh, hả? Rồi lại đây đi. Đó, thấy cái thửa này là thửa 1630 nè. Đúng rồi. Bây giờ mình qua 29 nè, bây giờ em mới nói 29 là đẹp nhất. Hợp cho 29, lấy bán 29 thì mua 29 là ngon rồi. Anh qua đây nè anh. À. Ngay đây luôn, không có dướng gì hết nha. Ờ. Cái này là ok nhất rồi, không dướng gì hết. Đúng rồi nè, ngang cái cây nào bên kia luôn nè. Vậy là coi như cái cây này nó không có lọt trong cái miếng này luôn. Đúng không chị? Chị nhìn giùm em thử coi, phải không chị? Nhưng không sao, chút xíu à. Không, cái cây nó nghiêng về bên đó. Nghiêng về bên đó. Vậy là cái miếng 36 hơn miếng bên này nhiều. Nhưng mà cái gốc đó thì nó phanh đó thì nó không ảnh hưởng. Nhưng mà cái cây đó là chắc chắn không dính rồi đó. Đây nè. Thì bởi vì bây giờ một thửa 1629 á là ok nhất. Rồi. Thửa này nè, nếu mà nãy ông nói lấy 29 cũng được, 30 cũng được thì mình qua mình lấy 29 đi. Đúng rồi. Ê, quên nữa, đo đây đi, đo thử qua đây đo thử cái 26 cái cờ này nó lấy cái bao nhiêu ha. Nè ngang đây nè. Đây nè, cầm đây đi. Rồi đo tiếp rồi tới 26 rồi. Vậy. Sổ cắt chẻ máu. Trời ơi. Hơn 5 mét rồi đó. Nghe cây cọc bên kia. Thấy rồi. Ủa nghe cọc bên kia. Bên kia ở đây. Không, cái nào này không đẹp nhưng mà ý là mình đo thử nè 26 đây như đâu á. 5 mét đây nè. Nghe cây luôn nè. Cây luôn ha. Đó là 28. Nếu mà kêu lấy 26 đi, nếu mà lấy được lấy 29 đi ha. Ừ. Nãy em có coi nền 29 này, 29 đi. Ừ. Tại vì 30 thì thật sự là nó cũng không có vướng gì, nhưng mà cái cây nó hơi nghiêng qua cái nhà một tí. Giống như cái cây thay vì nó trồng thẳng mà nó trồng hơi bị nghiêng chút. Vậy là vừa dính cục kẹn vừa dính cái cây. Ừ. Cái này giống như cái nền ta dọn vô mình nó dễ dợt á.
À, mới phần mất hơn 200 triệu, thà tôi để 200 triệu vô nhà tôi nó cũng vô đó. Ở vậy nhưng mà em cũng phải chứ. Nhiều khi có nhiều người thì muốn xây lầu đó. Cái này sao ta xây người ta bỏ hả? Cái này nó xây rồi đang xây hết tiền rồi, người bị ngân hàng xiết nợ luôn rồi. Người ta bỏ luôn. Nó có bỏ luôn, chừng nào có tiền thì làm lại. Đó giống như chị cái nhà đó, em bán nó nhà chợ đó thì cũng là 5 mét rồi xây ba lầu, ta xây gì ta nghĩ đó. Mà nhưng mà giống như cái đó là xây sai thì em đâu dám khuyến khích anh chị xây sai phải không? Cái gì mình làm đúng nó dễ. Mà giống như nè, bé này nè, nó mới xây nè ở nhà nè. Nó làm luôn. Ba lên cao quá ha. Đó nhưng mà cái này nó mới xây 2 lầu nè. Cái này 2 lầu hả? Cái này 1, cái này 2 nè. Ồ căn kia là 3 luôn hả? Căn kia là 3 luôn. Nhưng mà ông anh nó mới ở trên đó chỉ đổ một tấm nhẹ 20 mét vuông cũng được rồi. Ừ. Không cần cũng hết. Quá sợ thôi. Mình có để cái chiều cao là đúng là 3 tầng thôi, nhưng ở trong thì mình không có. Cái này là cái đẹp. Ồ căn này đẹp. Trời ơi. 100 mét anh xây lên nhà lớn dữ lắm luôn á. Ừ. Không, căn này làm đẹp thoáng nữa. Căn này bằng thiện nhiêu? Căn này chắc em nghĩ chắc bằng thiện không dưới 1 tỷ rưỡi. Không, đất 1 tỷ rưỡi là 3 tỷ à. Miếng đất công cái thì nó kêu mắc hơn. Không. Đẹp. Với anh chạy xe lại chị ơi. Đường 9A. 9A đẹp chứ. Đường 9A hả? Cái đó lầu 3 nhưng nó nằm ra được cái lửng đó đó. Như làm thì người ta nói giống như chiều trên cao nó là bắt buộc phải cao ba, vậy đó. Vậy đó, rồi mình lúc đó mình xây thì xây, không xây thì không xây đúng không? Mà cái nền nó chơi ngồi đi em lấy cái ghế mà đâu có bao giờ thấy ngoài đời, thấy trong phim thôi. Em đi cái toilet hả? Dạ. Mở mở đó đi. Đó là mở mở. Đây bố phòng phòng. Rồi mở đèn, mở đèn. Cái này chắc cái ghế nó nhủ. Ừ. Nhủ. Nhủ nhủ. Lúc đứng như là nhủ tại dưới cái bọt dạng gì đó mấy tên á. Tâm quá rồi phải qua nắng.
Ủa, vậy là nó làm dữ à, nó làm một cái xe bán xe cũng có đó nữa. Chê đường mương người ta mua hết luôn rồi, lắp đường mương luôn. Giờ đi là không biết nghè luôn. Mới giờ hôm qua cũng hả? Quay cho mắm mì coi chơi nè. Đó, khỏe nè. Khỏe bình thường nè. Chơi chơi. Vậy nè. Vì hôm qua đi công chuyện, mai đi rồi, về ngồi chơi một chút rồi. Khỏe, ông mới về. Rồi đi ghiếc hết, hết nhận nhà ra luôn rồi. Ủa sao nó nâng cao? Mà tại sao nó phải nâng cao lên? Vì nước nó thấp, nó không có cống chảy. Mà nó để không cống. Đặt cống đặt giờ vậy đó ngoại. Cậu cũng khỏe hả? Cậu thấy ông trẻ hơn kỳ rồi nữa. Trẻ hơn, càng ngày càng trẻ hơn hả? Mới thấy đây giờ có chồng mà. Đã coi rẻ. Mới tắt rồi rẻ hả? Hai tháng rồi. Hai tháng làm chung. Làm quen á. Quen quen luôn. Được thì ngày thương nó thiệt. Ngày kêu ba mẹ rồi nó gã rồi. Thế mình để gái. Đúng rồi. Cho nó xong rồi.
vụ của mình đó, nói chung cha mẹ ai cũng lo hết. Nói đi nào nhìn đi, mấy căn này biết căn nào. Hôm nay cũng đâu nhớ đâu. Mà đừng có già thôi chứ nhà nó không có thay đổi. Thay đổi. Đi lo. Dạ, con mẹ. Có thường qua không cậu? Có qua hay không? Dạ, ít qua nha, đi đám tiệc thì mới mới đi qua nha. Cậu Tâm. Tâm thì có đứng đỏ. Dạ. Khỏe hết ha. Khỏe. Mới thấy này cái chậu bồng bồng tiếp bên này chút xíu đúng không? Nhỏ hơn tiếp bên này nữa. Nhỏ hơn hình như là 2 tuổi 3 tuổi nè, khoảng đó à. Dạ ngắm giờ còn mấy đứa người ta cũng biết luôn. Có một đứa à cậu ơi. Anh ha. Dạ. Hai là chết thôi chứ đâu có hay. Vẫn vậy nào đó, cũng không học biết luôn. Chắc tính không trong năm nay. Giờ nghỉ không rồi muốn đi chừng nào cũng được. Giờ bác mạnh khỏe cho về chơi. Cũng yếu rồi cả. Yếu. Chơi lần hay lần nữa đi có thể. Già rồi đâu còn đi được đâu. Yếu mẹ mà yếu. Giống như thằng thỏ vậy đó, để xuống cho đi đừng có chơi. Quan trọng người già. Mẹ bả thì em nói đi đại diện nó đi gửi là giống như cho cụ cụ Khoa Trâm rồi chí chí Lon rồi cụ Tâm dạ đó mẹ con gửi dạ. Tiền mưa quýnh bờ mới ăn đó thôi thì chồng mày vợ chồng em cũng cảm ơn chế gửi lời thăm chế dành tay cũng nhiều sức khỏe đó cảm ơn chế nhiều lắm nghe chế cho đều đó đó bả thương gia đình không đó không có tiền mà cũng cứ gửi hoài đó hên là bả quýnh bài ăn đó chứ đâu có đi làm gì đâu mẹ tiền lương thì giờ đâu có nhiêu đâu đúng rồi già rồi đâu có lương tiền gieo đủ xài vậy thôi cứ tội nghiệp Khoa tội nghiệp Khoa không ơi trời ơi chừng hai đứa còn nhỏ về đó thì bà chạy qua đây bà ngủ đây không à bà bị xèo quá đông quá bị xèo quá chạy cũng chiêu nó chạy về bển con bà nội mấy ngày lo sức khỏe trước chế ngay ông một ngày bị kỹ lo á ông bà thì không biết ông ngoại hại thì cũng biết mà làm lần chút chế giống một sao cũng được, thôi dễ, hiền lắm, dễ, dễ được. Gì đó giận chút xíu rồi thôi. Ở đây rồi có gì đúng không? Có thì con mới về. Đúng rồi, mấy chị thấy. Mới về nhưng mà. Nhà nhé. Mắc công chuyện quá rồi cứ. Mà không có cảnh đâu mà. Dạ. Về thì mới lấy xuống hay gì nữa. Mình vỡ mình mới đi được thì công chuyện của mình mới giải quyết lo. Cũng là sống cũng bình thường á. Dạ. Sống còn nhà.
cũng đỡ hơn mình bên đây á.